星光如浪如长伴照耀，清风与白云永不分开，无惧世间变幻，哪管宇宙变迁，陪着你正义友情永在，生生世世仍难被替代，痴痴这份情似比心海，情义放于肩带，爱心擦亮剑尖，陪着你正义友情永在。让我要手牵手，心相爱，挽手温馨长待，那对心我忘长存豪气两并肩，地老天荒不免心中一份爱，合两心相伴相依，令世界光辉长在，天地春风再吹，愁云尽散朗云开，豪气同于天地，和爱永在。người muốn tại giết thù gì anh? Thế mà tính theo giờ, bây giờ chà cháo ở trên đầu của Thù Duyên, để cháu chém đầu của nó xuống, chà cháo sẽ từ đó đi ra. Pháp Dương Hiện Diền, người thật là bị ổi. Ta giúp sức cho người đánh Nga Mi, người chẳng những không trả ơn mà còn mượn dao giết người. Cháu nghe rồi chứ? Nó cũng thừa nhận nó tấn công Nga Mi, vậy tức là kẻ địch của Nga Mi. Cháu giết nó đi. Nam, em đừng nghe nó nói. Cháu là con gái của Thi Trị lão nhân, cũng là đệ tử của Nga Mì. Vì cha cháu cũng như đồng mù, rồi chính tay giết nó, còn chơi gì nữa. Anh Nam, xin em được, đừng có giết Thu Duyệt. Anh xin em. Tuy rằng Thôi Dành rất đáng chết, nhưng bây giờ nó bị cấm chế mà giết nó như vậy là bất nhân bất nghĩa. Như anh Nam ta không làm những chuyện như vậy đâu. Đúng là nhân từ của đàn bà. Cháu không giết nó hả? Được, ngày mai sẽ triệu tập đại hội quần ma. Nếu đến giờ đó, chà cháu sẽ phá thân thể nó ra. Lúc đó thì Thôi Dành chết còn thảm hơn. Tôi đối đãi với các đệ tử theo nguyên tắc khoan hồng. Bây giờ mới thấy là không đúng cách. Đệ tử muốn nhập ma đạo, sư phụ làm sao ngăn cản được? Chân nhân đừng có tự trách mình. Nhưng mà thầy trò thân như phụ tử, tôi không đau lòng sao được chứ? Anh đừng đau lòng thêm nữa. Bây giờ hãy tìm cách để sau này đối phó với nó đi. Đúng rồi đó. Theo như con nghĩ, Pháp Dương Hiền Duyên dám dẫn Thôi Danh và đại sư huynh tới đây để phá Nga Mi, thì tại sao chúng ta không làm như tụi nó đi phá điện Hiền Duyên của nó chứ? Con đồng ý, chúng ta săn bằng điện Hiền Duyên cho tụi nó hết chỗ dung thân. Định à, lần này tụi nó đúng nhất đó nha. Hai đứa em đi. Nếu mà chúng ta không được ông bà phù hộ, Nga Mi của chúng ta đã bị người ta tiêu diệt lâu rồi, còn dám nói là đi phá điện Hiền Duyên nữa. Một mình Pháp Dương Hiền Duyên đã khó đối phó rồi, hơn nữa bây giờ còn có thêm Thôi Danh và thân đồ quanh nữa. Theo tôi nghĩ, bây giờ ngoài cách đi mời sư thúc Cực Lạc đồng tử ra, sẽ không còn cách gì nữa. Ừ, đúng vậy. Bây giờ chỉ có cách là mời sư thúc xuống núi, hy vọng sẽ đủ sức ngăn cản Pháp Dương Hiên Viên và Quyết Ma. Vậy đừng chờ nữa, chúng ta lên đường ngay. Mai là tứ kỳ của tôi. Tại sao em nói vậy? Em không nên nói vậy. Em nên nhớ kỹ,
Em là Quyết Ma, là chí tôn ma đạo. Trải qua bao trận chiến, tưởng rằng Quyết Ma phụ thể sẽ thống nhất ma giới, không ngờ là bị ăn hiếp và nhục nhã như bây giờ. Có lẽ tôi chết rồi, khỏi phải gặp kiếp nạn như vậy. Duân, em yên tâm, cho dù anh có chết đi nữa, anh nhất định phải bắt Hiên Viên, phải chết chung với anh. Tội tình gì chứ, anh đâu có phải là đối thủ của nó. Pháp Vương Hiên Viên trăm ngàn mưu kế là muốn thống nhất tam giới. Tôi chết rồi thì nó sẽ vô địch thiên hạ. Lúc đó chắc không có làm gì anh nữa đâu. Chúng ta ma thể hợp nhất, em tưởng nó chịu thay cho anh sao? Bây giờ tôi đang tính lão tặc Thi Tỷ mai sẽ phá thể ra, nó sẽ ra từ bộ phận nào của tôi. Mong rằng đến lúc đó hắn đừng ra từ mặt của em, làm dung nhan em bị phá. Thân Đồ Hoành, anh đã nhắc cho tôi cái này. Thật ra tôi có thể kiềm chế nó ra từ bộ phận nào của tôi. Em kiềm chế được à? Đúng vậy, tôi không thể dùng công lực để đẩy nó ra, nhưng mà tôi có thể đẩy nó ra từ một quyệt vị của tôi. Em nói đúng, chừng đó anh dùng kiếm đâm vào quyệt vị, em ép lão tạp Thi Tỷ ra, em làm như vậy em sẽ được cứu. Nhưng mà dùng quyệt vị nào? Quần ma chưa hiểu bát trường, nãy đã triệu tập các người đến, không có chuyện gì khác, muốn cho các người biết Quyết Ma đã lột trong tay Pháp Vương Hiên Viên của ta. Ta đã cấm chế nó. Còn nữa, ta ra lệnh Thi Tỷ lão nhân dùng phân quang pháp đi vào thân thể của nó, nội trong một giờ sẽ phá thể ra ngoài. Lúc đó nó tắt thở và chết, ngưng thần khu vực. Nếu Quyết Ma chết rồi, vậy ma giới sẽ do Pháp Vương Hiên Viên ta xưng bá. Sao, giờ có ai không chịu phục không? Đứng ra nói chuyện với ta. Giờ đèn cây này tắt đi, sẽ đến giờ chúng ta hãy chờ coi tử kỳ của Quyết Ma. Đâu? Bẩm Pháp Vương, thanh sa và dư anh nam dẫn Thi Tử lão nhân trốn mất rồi. Thật là vô dụng. Anh Nam, anh đã đi coi chung quanh rồi, không có ai đâu. Bây giờ từ bố yếu lắm đó. Cha, cha thấy sao rồi? Anh Nam, cha chắc cha phải chết. Không đâu, cha dưỡng sức rồi thì sẽ khỏe lại. Lúc nãy Thôi Doanh giận công, cha bị Quyết Ma ép từ huyệt đạo ra ngoài, cho nên bị hao hết chân khí rồi. Cũng tại con bất hiếu, nếu mà lúc đó con chịu nghe lời ra tay giết chết Thôi Doanh thì cha đâu có bị nó ép ra ngoài.
không phải lỗi con đâu. Tại cha làm ác quá nhiều, cho nên không thoát khỏi số kiếp. Cha nghĩ cha không thể phi tinh được nữa. Cha! Tiền bối à, nghe cha nói đi. Tiền bối đã thoát khỏi bàn tay của Ma Dương Hiền Diên, đã qua khỏi kiếp nạn. Tiền bối được trời phù hộ mà. Chỉ tiếc ngày tận cùng của tôi đã đến. Những tưởng là tôi sẽ được đại la kim tiền, bây giờ phải đành chờ kiếp sau. Cha, cha sẽ làm được đại la kim tiền mà. Chắc không được đâu. Đời của cha nửa người nửa ma, cũng may tu được chút thiện quả, có lẽ kiếp sau sẽ được làm một người chánh đạo. Anh Nam. Cha. Đến lúc cha chết rồi thì còn hãy nhớ. Cha. Đem trồ cốt của cha mang về Nga Mi và chôn ở nơi chánh đạo. Như vậy cha có chết cũng được yên lòng. Con nghe chưa? Giờ con biết rồi. Thạch Sinh, cháu hãy nhớ săn sóc anh Nam nha. Tiền bối yên tâm đi, cháu xin hứa. Hai đứa lùi xuống đi. Cha. Cha. Lùi xuống đi. Cha. Anh Nam. Cha. Nghe tiền bối nói đi. Cha, cha đừng có bỏ con nghe chưa. Cha. 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 Không ngờ Pháp Dương Hiền Diên tên phá ngầm mi như vậy. Bây giờ em lo nhất là chưa biết sư phụ ở đâu, còn chết hay là sống nữa. Không chừng sư phụ và mấy người trốn tạm ở chỗ khác thôi. Anh Nam, coi nè. Ở đây có chữ nè. Đúng vậy. Chắc là cái này của Nga Mi sư phụ để lại đó. Diệt tuyệt yêu tộc, quyết ma tuần phục, dục cầu bảo điển, duy hữu thiên lộc. Nghĩa là sao? Mất rồi. Sao kỳ vậy? Không lẽ chỉ muốn cho chúng ta biết và không muốn cho người ngoài biết? Bây giờ chúng ta chép hết lại bốn câu này, đến chừng nào có dịp chắc chắn sẽ dùng được. Thiên hạ chánh đạo đệ tử của Nga Mi,
Bốn cái câu hồi nãy chắc là muốn nhắc nhở chúng ta Nga Mi sắp sửa được gây dựng lên. Là hôm trước tôi dùng nội công ép Thiên Tỷ lão nhân ra, hao tổn nhiều nguyên khí, bây giờ phục hồi được một phần nữa. Vì em luyện công quá mức, phải cần dưỡng sức một thời gian dài. Dưỡng sức à? Hôm trước tôi bị lão quỷ quái Pháp Dương Hiên Viên làm nhục, thử hỏi làm sao mà không luyện công mà dưỡng sức cái gì? Em biết em làm như vậy sợ khôn mà thành dại mà thôi. Tôi biết tôi phải làm sao. Sở dĩ mà tôi siêng tập như vậy là muốn đề phòng Pháp Dương Hiên Viên. Đúng vậy, Pháp Dương Hiên Diện là mối lo sợ của chúng ta. Nhưng mà nó cũng sợ tôi vậy. Nếu như mà tôi còn sống thì nó cũng không thể xưng bá tam giới. Pháp Dương Hiên Diện muốn xưng bá ma giới là tự nó đánh giá quá cao thôi. Nó tiêu diệt Nga Mi còn chưa đủ sức thì đừng có mơ tưởng mà được xưng bá tam thập tôn chi thượng. Cửu thập cửu địa chi hả? Hả? Kính mời Pháp Dương. Hai người vừa thăm được tin gì? Bấm thưa Pháp Dương, thuộc hạ đã biết thân Đồ Hoành và Thôi Hoành bây giờ ở đâu rồi. Thì ra hai đứa nó đang trốn ở chỗ núi Ai Lão và đang luyện công. Ta đoán không sai. Pháp Dương, hôm trước Thôi Hoành dẫn công ép Thi Tỷ lão nhân ra ngoài đã bị hao nhiều nguyên khí, tại sao chúng ta không thừa lúc này ra tay thủ tiêu nó? Ta cũng có ý định làm vậy, nhưng mà trước ta phải gia tăng pháp thuật của ta. Hai người nghe qua Đại Pháp Di Hồn Dĩ Ma Chế Ma chứ gì? Nhất Hồn Đại Pháp Dĩ Ma Chế Ma. Đựng ở trong cái bình này là quân thần của yêu ma quái bị ta bắt về. Ta đến đây lâu lắm rồi, bây giờ đến lúc dùng đến. Quân thần ở đây ta luyện thành Quyền Anh Châu. Quyền Anh Châu là tà môn chí bảo, khắc địch chế thắng, hy diệu vô cùng. Pháp Dương, nhưng mà quần ma hung hồn lợi phách, hệ ư nhất thần, mỗi một lần phát công Pháp Dương sẽ đau trong mình đó. Phải đó Pháp Dương, Pháp Dương còn phải hao tốn nguyên khí nữa. Miễn là khắc chế được quyết mà, dù phải trả bằng giá nào ta cũng không ngần ngại đâu. Chờ ngươi đã lâu rồi,
Những cái ngươi đưa cho ta, bây giờ ta trả một lần hết cho ngươi. Ngươi rất ngông cuồng. Càn khôn thấu châu. Pháp Dược, hai đứa nó chết chắc rồi. Coi hạt châu kìa, có dính máu đó. Chắc tụi nó đã bị thương vì quyền anh châu của ta. Bây giờ hang núi bị bịt lại rồi, dù là có đại la kim tiền ở đây cũng thể cứu được tụi nó. Thổ Doanh, Thần Đô Huỳnh, cho hai người chôn mãi dưới cửu thập cửu địa. Cho dù Pháp Dược Hiên Viên ta bị giảm thọ 500 năm cũng thấy đáng. Cái này là cái tượng gì vậy? Thật ra cái này là ma độ Bách Biến Thiên Mà. Bách Biến Thiên Mà? Trước đây tôi có nghe đạo cô Thúi nói, nhưng không ngờ bây giờ tình cờ chúng ta lại trúng tới đây. Chữ trên này nghĩa là sao hả? Cái này là chữ ngữ. Chú ngữ? Đúng vậy. Nếu mà chúng ta hiểu được chữ ngữ đây, sẽ làm được bản thân mình hay là người ta biến thành các loại phi cầm tẩu thuốc. Bây giờ chúng ta chẳng những khỏi lâm vào cảnh tuyệt, đồng thời đã được ma pháp mà không có ai được. Pháp Dương, không nghe tiếng động của tụi nó. Đã hơn nửa giờ rồi kìa mà. Nếu như vậy thì tụi nó đã chết rồi. Pháp Dương Hy Diên ta coi như đã làm một chuyện tốt cho tụi nó lấy nhau. Tuy rằng tụi nó không thể sanh cùng ngày, nhưng bây giờ chết cùng hang núi. Pháp Dương, có hai con tích dịch nè. Tích dịch thôi đâu có gì lạ đâu. Tôi từ trong đó ra ngoài này đó mà. Tụi nó đâu có ra được đâu. Pháp Dương Nhân Viên, ngươi tưởng là ngươi chôn sống tụi này à? Bây giờ để ta chôn sống lại ngươi. Thank you.
Pháp Vương Hiền Diền, cảm ơn quyền ảnh châu của người đã giúp ta gia tăng công lực. Bây giờ hai người lập tức quỳ lại ta đi. Quả may ta sẽ tha cho hai người. Lão yêu quái hành hạ ta đủ rồi, bây giờ ta sẽ cho người. Mau thì chết trong 7 năm, còn chậm thì sẽ chết trong 10 năm. Ngươi định trả thù ta? Đừng có nói chỉ là 7-8 năm, dù là 7-8 giờ thôi, Pháp Vương Hiền Diên ta cũng không cho ngươi toại nguyện đâu. Để cho nó chết cái này thật là tức tối. Người muốn làm gì? À, như vậy xin đừng giết tôi nha. Nếu như vậy thay cho tôi sẵn sàng làm việc cho hai người. Tiếc rằng ta không có chỉ Nam Sa, không cần ngươi làm phu xe. Vậy thì trả tụi nó với Pháp Vương Hiền Diên đi hả? Hey, ta cho tụi nó muốn chết cũng không được, sống cũng không được. Bây giờ tụi nó thấy con chim là phải trốn ngay, còn thảm hơn là cá chết. Bây giờ ảo ban tì không còn đạo cô thúi kia để cản đầu cản đuôi nữa, chúng ta có thể yên tâm luyện công. Doanh, thấy sao hả? Tôi nuốt quyền anh châu vô trong bụng, chắc là nó đang hành tôi đó. Doanh, Doanh. Doanh, em thấy sao? Tôi dẫn công tiếp để trấn áp quyền anh châu, có lẽ nó sẽ bớt đau. Trấn áp được quyền anh châu ra rồi. Không, chỉ có làm được tạm thời thôi, chứ không thể để lâu được. Không thể lâu được, vậy tức là sao? Anh đừng lo, tôi biết cách hóa giải. Quyền anh châu gồm tất cả hung hồn lễ phách của quần ma, cho nên âm khí rất là nặng. Trong thân thể của Pháp Vương Hiền Diên mới có thể âm dương song điều hòa, nên nó không có bị gì. Còn trong thân thể của tôi biến thành âm âm song cự. Bây giờ chỉ còn có một cách. Cách gì vậy? Kiếm người nào bị nhiều dương khí nhất hợp thể song tu với tôi. Hợp thể song tu? Duyên, để anh đi. Không được, người này chắc chắn không có thể là người ma giới. Không thể là người ma giới? Tại sao vậy? Người ma giới thiếu dương khí. Em định ký mày? Thạch Sanh. Thạch Sanh? Không được, em không thể ký Thạch Sanh. Anh hãy nghe tôi nói, ngoài Thạch Sanh ra không có ai có thể thế. Tại vì Thạch Sanh là người hút dương khí của thiên địa nhiều nhất. Tôi biết là anh không thích, nhưng mà tôi cũng đâu muốn. Nếu mà kiếm không được Thạch Sanh thì chỉ nội trong một tháng tôi sẽ tụ âm thành quả, không chừng còn bị tự thiêu chết. Nhưng anh yên tâm đi,
Tôi và Thạch Sanh hợp thể song tu chỉ có một lần thôi. Chờ làm xong rồi thì tôi sẽ giết chết nó. Vậy anh yên tâm chưa? Nhưng mà điều quan trọng là phải biết được Thạch Sanh nó ở đâu. Thạch Sanh, chúng ta đi cũng lâu lắm rồi, vẫn chưa gặp được sư phụ. Em lo sư phụ đã xảy ra chuyện đó. Em yên tâm đi, nếu mà đại sư Nguyên Nguyên thật sự xảy ra chuyện gì thì ở trên đường đi chắc chắn chúng ta biết tin rồi. Nhưng mà chúng ta đã đi tới vô hưu nhai, vẫn chưa có gặp bà. Em sợ rằng bà rủ nhiều mây. Ê, em coi họ là ai kìa. Em tên Lai cô. Anh Nam. Đại sư tỷ. Đại sư tỷ. Anh Nam. Thật đại ca, chúng ta lâu lắm không gặp. Sư phụ đâu? Sư phụ ở trên núi, em dẫn chị lên nha. Đi à, thôi đi. Sư phụ à. Đại sư. Đại sư có là ai nè? Đại sư tỷ và Thạch đại ca. Anh Nam. Anh Nam. Sư phụ. Đứng dậy. Đứng dậy đi. Không ngờ cha ruột của con kết quả như vậy. Cái này nên trách ở chỗ Pháp Dương Hiên Viên và Thôi Doanh. Cha ruột của con chết oan lắm, con thề phải trả thù cho ông. Con chẳng những phải trả thù cho cha con, mà phải trả thù cho phái Nga Mi. Tôi và sư phụ của con từ nơi xa tới đây kiếm ông sư thúc của các con, là bôi sinh ông xuống núi giúp đỡ chúng ta hàng ma phục yêu. Ai ngờ ông ra ngoài dân du tứ hải. Chúng tôi chờ ở đây hơn nửa tháng rồi. À, sư phụ à, con quên nói chuyện này với sư phụ. Chuyện gì vậy? Con và Thạch Sanh ở chỗ Toàn Chân Thạch tại Nghinh Bích Nhai của Nga Mi thấy được bốn câu nói này. Hả? Toàn Chân Thạch có bốn câu nói hả? Ừ. Dạ đúng, rồi biến mất từ từ. Hả? Kỳ lạ quá vậy. À, con còn nhớ bốn câu đó không? Dạ nhớ. Diệt tuyệt yêu tộc, quyết ma thuần phục, dục cầu báo điển, di hữu thiên lộc. À, hai câu đầu tôi còn hiểu được ý nói gì. Còn hai câu sau thiệt là khó hiểu. Dục cầu báo điển, di hữu thiên lộc. Anh Nam và Thạch Sanh thấy được bốn câu nói ở trên Toàn Chân Thạch. Tôi và chân nhân vô trần đã suy nghĩ rất lâu. Tiếc rằng chúng tôi vẫn chưa hiểu thấu được ý nói ở trong đó. Sở dĩ anh Nam thấy được bốn câu nói đó là do sự sắp xếp của ông bà chúng ta. Do ông bà sắp xếp? Tại sao? Có lẽ vì ông bà nghĩ rằng trong tương lai chỉ có cháu mới đủ sức để tiêu diệt quyết ma. À, đệ tử tài hèn sức mọn, làm sao mà tiêu diệt được quyết ma? Con không cần phải nóng ruột. Nếu là do sư tổ sắp xếp, chắc chắn có chỉ dẫn nữa. Chưa chắc sư phụ chờ được ngày con phục ma. Cho nên bây giờ sư phụ muốn sắp xếp một việc là truyền thọ chứng môn chi vị cho con trước. Sư phụ à, con. Con đừng từ chối nữa. Chân nhân vô trần, tôi muốn nhận chứng kiến đệ tử Nga Mi như anh Nam nghe lệnh. Dạ. Sư phụ truyền thọ Nga Mi chứng môn chi vị cho con. Sư phụ à, với tài đức của con bây giờ thì không đủ sức làm chứng môn đâu. Ông trời đã dùng lô thần làm chứng, phục ma đại nhiệm chắc chắn là giao trên mình con. À, nếu là ý trời thì con hãy cố gắng làm nha. Lời của sư phụ đệ tử xin ghi nhớ. Ừ. À. Cái này là tín vật của chưởng môn Nga Mi, con hãy cất giữ cho kỹ. Dạ sư phụ. Rủ mà sư phụ có chuyện gì, con sẽ là chưởng môn Nga Mi đời thứ 8.
Hôm nay không biết tại sao, lúc ngồi thiền ở đây, thấy có hồng quang xuất hiện trước mắt hoài. Đại sư Vô Trần, vậy là tượng trưng cho cái gì vậy? Trước mắt thấy có hồng quang chớp chớp. Tôi nghĩ cái này chắc là không tốt. Trước đây chưa bao giờ như vậy. Tôi xin nói thật, sợ rằng thật tình không tốt lắm. Vậy hồng quang đó muốn ám chỉ sẽ bị thương hả? Tôi đã lập chưởng môn rồi, bây giờ không còn gì phải bàn giao nữa. Dù là đến lúc tôi phải chết đi, tôi cũng có thể yên tâm. Nhưng mà cho dù chuyện sẽ xảy ra sao, chúng ta vẫn phải ở đây chờ sự thúc về. Còn anh Nam và cả đứa trẻ, hay là chúng ta cho họ đi về trước đi. Nếu như mà xảy ra chuyện gì, họ cũng khỏi bị lôi cuốn vào. Anh Nam, sư phụ muốn coi người ta săn, ngày mai rời khỏi chỗ này. Sư phụ, chúng con tới đây để mà kiếm sư phụ, tại sao bắt tôi còn phải về? Sư phụ đã thương lượng với chân nhân Vô Trần, hai chúng tôi sẽ ở lại đây chờ sư thúc trở về thương lượng nhau tìm cách đối phó huyết ma. Các con còn có việc phải làm, nếu mà chờ ở đây không biết phải chờ bao lâu nữa. Chúng con còn việc phải làm. Bộ con không nhớ bốn câu nói rồi hả? Dục cầu báo điển, di hữu thiên lộc. Hai con nên ráng tìm ra vật báo để khắc chế huyết ma. Lai cột, dịch tịnh. Dạ. Ngày mai hai đứa con cũng phải rời khỏi chỗ này. Tại sao tụi con cũng phải đi vậy? Sư phụ ơi, vậy con đi đâu? Con đi về Thanh Thành đi. Dịch tịnh, con về Nga Mi nha. Nếu có chuyện gì, con phải ra giải quyết. Chắc là chúng ta phải chia tay đi. Hãy bảo trọng. Thượng lộ bình an. Sư tỷ, em đi nha. Chào em. Chào chị. Anh Nam, chúng ta lên đường. Người vẫn mạnh khỏe chứ? Ta biết hai người sẽ tới đây mà. Bà đừng có hiểu lầm, hôm nay tôi tới đây không phải là muốn giết ai cả. Nếu mà chịu trao Thạch Sanh ra, chúng tôi sẽ đi ngay. Thạch Sanh không ở đây, hai người kiếm không đúng chỗ. Thân Đầu Hoành, tuy là đệ tử của Thanh Thành nhưng mà đi theo ma đạo, nghe lời sư phụ nói, bây giờ hối lỗi vẫn còn kịp. Vô lý, tôi đâu có làm lỗi, cần gì hối lỗi. Hơn nữa tôi đâu phải là đệ tử của Thanh Thành, bây giờ tôi là người của ma đạo. Con không nhận ta là sư phụ cũng không sao, nhưng hãy nhớ kỹ, quay về là bến. Đừng có lôi thôi, mau mau trao Thạch Sanh đây. Nếu mà làm như vậy thì hai người có thể tránh được chuyện đổ máu. Số đã sắp sẵn, không cách nào tránh được. Tại sao tính vật phát ra khói vậy? Chắc là xảy ra chuyện gì rồi. Chạy mau lên. Hey.
vậy hả? Hãy chạy đi, chỗ này giao cho tôi. Ai cản ta thì phải chết. Em muốn nghe không? Hình như là tiếng kêu của Trần Nhân Du Trần đó. Sư phụ đấy gặp bất trắc rồi. Nếu mà Trần Nhân Du Trần cũng... Anh Nam à, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sư phụ có công nuôi em lớn, em thề phải trả thù chứ sư phụ. Hai người muốn trả thù à? Đúng là mơ tưởng ảo quyệt. Chạy, đừng sẽ thoát khỏi tay của ta. Hãy qua kiếm của ta đây. Nhất ma thần công. Hai người đâu phải là đối thủ của ta. Thần Đồ Hoành, dẫn tụi nó về Ao Ba Kỳ. Xin quang như long như chẳng bình chiêu yêu. Xin phong như phát quân quỳnh bất phân hòa. Mù cười say can tiên hoàn. Ná cuốn như giàu tiên chi. Phụi thân nê tình yêu chinh quỳnh đò. Sung sung say say là bị thay đổi. Chi chi thế phân thành chỉ bị xâm hại. Tình như phong như kim đồng. Nội tâm sát lượng kim tiên. Hồi tôi nghĩ tình như yêu tình vĩnh trọng. Yêu tôi yêu. Lần khi tâm thơ ngọ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.